Những ngày cuối năm, người dân nghèo vùng biên giới tỉnh Gia Lai đã được đón Tết sớm ý nghĩa, thắm đượm tình quân dân cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tại chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Chiều cuối năm, không khí tại đồn biên phòng Iao, huyện Iagrai, Gia Lai nhộn nhịp hơn so với thường ngày bởi hàng trăm hộ dân đã có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức. Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Iao cùng các câu lạc bộ thiện nguyện và nhà hảo tâm tổ chức phiên chợ không đồng gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo, giày dép, các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm. Phiên chợ nhằm giúp bà con đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn thiếu thốn, đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là vào dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến. Tham gia chương trình Xuân biên giới ấm lòng, em có cảm xúc vui vẻ, được nhận quà thiết thực từ các chú bộ đội biên phòng. Em sẽ đón một dịp Tết ấm no hạnh phúc ạ. Rất là vui mừng được nhận quà từ đồn biên phòng cũng như bản thân tôi cũng như là bà con nhân dân làng là sang năm để đón Tết năm mới ấm áp và hạnh phúc. Với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh ở khu vực biên giới khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh hai trường Tiểu học Chu Văn An và Nguyễn Bá Ngọc, huyện Iagrai. Bên cạnh đó, quân y, đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân và cắt tóc miễn phí cho các em học sinh. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa như gói bánh chưng xanh, các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Lực lượng biên phòng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để mà đảm bảo cho bà con đón một xuân mới ấm no, hạnh phúc và không có hộ đói, hộ nghèo. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động như là tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, tặng cho người nghèo, rồi các hộ cận nghèo. Và đặc biệt là quan tâm mở các cái gian hàng không đồng, phối hợp với các mạnh thường quân để tổ chức cho bà con có những cái vật dụng mà trong cuộc sống còn thiếu thốn, để đảm bảo được một cái Tết ấm no, hạnh phúc, vui tươi và tiết kiệm. Những năm qua, để đồng hành cùng người dân khu vực biên giới giúp bà con vượt qua những khó khăn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức nhiều chương trình hoạt động tặng quà, hỗ trợ người dân, tạo các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các công trình phần việc ý nghĩa. Đặc biệt là chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản đã kịp thời hỗ trợ động viên chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, có cái Tết ấm áp sum vầy. Chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ Xuân biên phòng ấm lòng dân bản để cho mọi người dân, những người mà yếu thế, những người mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có một cái mùa xuân ấm áp. Thì cái này nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc là gắn kết giữa tình cảm giữa nhân dân, tình cảm giữa bà con với bộ đội biên phòng, tình cảm với bà con với chính quyền địa phương. Đối với bộ đội biên phòng chúng tôi thì năm nay thì đã triển khai toàn diện trên 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, đồng thời là các đồn biên phòng cũng đã triển khai trên các cái làng để thực hiện cái chủ trương của Bộ Tư lệnh về cái việc Xuân biên phòng ấm lòng dân bản và mọi người dân đều được ấm lòng. Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã góp phần cùng đồng bào biên giới đón một cái Tết đầm ấm hạnh phúc, trở thành ngọn lửa hồng sưởi ấm gắn kết tình quân dân nơi biên giới. Đây cũng là nguồn cổ vũ động viên nhân dân khu vực biên giới vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng quê hương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.